Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Vào ngày 6 tháng 7, mình có một cái video là hướng dẫn các bạn nhận 8 đô thấp cần RRT đến từ sự kiện CMC trả lời Lead and Earn với sàn Binance nha các bạn. Thì hiện tại thấp cần này nó đã phân phối rồi các bạn. Thì các bạn mở đi cái app Binance của mình ra hoặc là trên trang web nha các bạn. Thì các bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, sau đó các bạn bấm vào một wallet này. Rồi các bạn bấm vào một support nè các bạn. Rồi các bạn chờ nó hiện chút xíu. Thì tất cả các bạn sẽ thấy được mình đã nhận được 10 token có kiểu là RRT nè các bạn. Khoảng giờ nó sụp còn khoảng 6 đô mấy nha các bạn. Thì để chơi được con này thì các bạn bấm vào một home nè. Các bạn gõ từ khóa là RRT nè các bạn. Rồi các bạn nó cho chơi các bạn qua cặp USDT BUSD BUSD và ETH BTC thì nó các bạn. Thì mình các bạn muốn chạy qua đâu thì bạn chạy, nếu bạn chạy USDT thì bạn nhấp vào các bạn. Thì hiện tại với giá là 0.66 đô cho một token nè. Nếu các bạn muốn bán ra thì bạn bấm một sell nè các bạn. Mình có nên bán ra không các bạn? Rồi sau đó thì các bạn chọn mắc 100% nha các bạn. Rồi các bạn bấm một sell. Sau khi bạn bấm sell thì chờ chừng nào nó khớp lệnh thì nó sẽ về một cái về UDT cho bạn về với support này nè các bạn. Thì trong ví support bạn có UDT thì bạn bấm vào một cái dao nha các bạn. Thì các bạn rút về. Rút UDT các bạn về. Thì các bạn nhập trong đầu tiên thì các bạn nhập địa chỉ address của bạn nè. Còn đây thì network nè. Còn đây số lượng nè. Rồi bạn bấm vào withdraw các bạn. Rồi ok, vậy video mình đã cập nhật cho các bạn nhận dự án nhận 8 đô thấp cần RRT đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.